tê hết hôi miệng xương răng chỉ bằng một cách rất đơn giản. Chúng ta Tết sắp đến rồi, chúng ta phải nói chuyện nhiều, chúng ta phải đi giao lưu nhiều. Ngày thường chúng ta phải tiếp khách. Nếu như chúng ta hôi miệng thì sẽ rất là mất tự tin. Nope. Thì có một cách day ba huyệt thôi, rất đơn giản, giúp cho bạn hết hôi miệng và hết xương răng. Huyệt thứ nhất chính là huyệt hợp cốc. Chúng ta đặt cái ngón cái vào đây và hết ngón cái ở đâu thì ở đấy là huyệt hợp cốc. Day vào đó từ 3 đến 5 phút. Huyệt thứ hai là huyệt đại lăng. Huyệt đại lăng này nằm ngay trên lằn chỉ cổ tay của chúng ta này. Có cái chỗ lõm ở giữa chỉ cổ tay của chúng ta. Thì đấy là huyệt đại lăng, cũng day vào đó từ 3 đến 5 phút. Và thêm một huyệt nữa ở dưới chân của chúng ta, nằm ở giữa ngón thứ 3 và ngón thứ 4, là huyệt nội đình. Day vào đó từ 3 đến 5 phút. Day ba huyệt này sẽ giúp cho bạn hết đau răng, giảm hôi miệng, giảm viêm nhiễm vùng răng miệng và lợi. Rất hay và hiệu quả. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích với sức khỏe của bạn.